Rất là vui, hôm nay thì cảm ơn Việt. Việt đã mời mình trên vai trò là khách mời tham gia chương trình về tư vấn chiến lược đầu tư những sản phẩm bất động sản của Vinhome để cho thuê hoặc là có thể là đầu tư lâu dài. Thì hiện tại thì mình cũng đang là một trong những nhà phân phối tư vấn những sản phẩm của Vinhome. Thị trường lớn nhất tại Hà Nội hiện tại thì là Vinhome Smart City và Vinhome Motion Park. Thì hiện tại Vinhome Motion Park thì có Vinhome Motion Park 1, 2, 3. Đó, cũng là một trong những đại đô thị lớn nhất khu vực phía Bắc của Vinhome. Thì với chương trình ngày hôm nay thì Việt có mời mình một số nội dung về tư vấn cho các nhà đầu tư, những khách hàng của Việt hiện tại cũng đang quan tâm đến sản phẩm của Vinhome. Thì mình cũng xin phép là dùng những kinh nghiệm cá nhân trải qua những năm tháng tư vấn sản phẩm của Vinhome cũng như là hiện tại cũng đang sinh sống tại khu đô thị của Vinhome thì sẽ dùng những cái khả năng cá nhân để chia sẻ với mọi người. Với những ý kiến này thì cũng không hoàn toàn là nó là những cái quan điểm cá nhân của mình. Nếu mà có đúng có sai thì mong mọi người cũng thông cảm và có thể là sẽ đặt ra những câu hỏi chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Cái buổi workshop này thì sẽ có hiệu quả hơn. Và mong những anh chị em, những người mà không xem trực tiếp livestream này, nếu mà có cơ duyên xem lại trong những ngày tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm những kiến thức bổ ích với những sản phẩm của Vinhome hiện nay. Thì mình xin phép là mình sẽ chia sẻ cái slide một chút về những cái thông tin tổng quan và những cái con số thực tế tại khu đô thị Vinhome ở Hà Nội. Thì xin phép Việt sẽ share cái slide lên nhé. Dạ vâng, anh sẽ Vậy thì với cái thị trường kinh doanh, với thị trường đầu tư để mà cho thuê, với chủ đề này thì Nam cũng xin phép là tập trung vào cái chủ đề Việt có chia sẻ, đó là chúng ta sẽ mua những sản phẩm bất động sản của Vinhome để đầu tư và cho thuê. Thì chúng ta sẽ phải có con số cụ thể để chúng ta sẽ thấy là mua để cho thuê thì chúng ta đang đem về lợi nhuận bao nhiêu phần trăm và có hấp dẫn, thực sự hấp dẫn hay không, và có nên là chuyển đổi những cái tiền đầu tư từ các kênh khác, ví dụ như là tiền gửi ngân hàng, từ vàng, từ chứng khoán, trái phiếu sang bất động sản hay không. Thì Nam xin phép là tập trung vào hai khu đô thị lớn nhất của Vinhome tại Hà Nội hiện nay, là Vinhome Smart City và Vinhome Motion Park. Thực ra thì Vinhome ở Hà Nội có rất nhiều các khu đô thị lớn và đã hình thành từ rất lâu rồi. Lâu đời nhất là chúng ta có thể biết đến là Vinhome ở trên Bà Triệu, là những sản phẩm đầu tiên của tập đoàn Vingroup thì khá là lâu rồi. Ngoài ra những dự án như Vinhome Royal City, Time City hay là Green Bay Gardenia hay là Riverside thì đấy là những khu đô thị đã hình thành một thời gian rất dài rồi. Và hiện tại những cái khu đô thị đó thì mức độ giá và cư dân thì khá là ổn định rồi. Thì nếu chúng ta đi tìm những sản phẩm Vinhome tại những khu đô thị đó thì cũng khá là khó. Và cái mức độ hấp dẫn thì cũng không hẳn là có thể là hấp dẫn để đầu tư. Ngoài ra thì những khu đô thị đó không còn những sản phẩm bán mới nữa. Thế nên là sẽ là khó cho các nhà đầu tư muốn chọn một cái sản phẩm mà phù hợp với cái nhu cầu của mình. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phần tiếp theo, đó là thực tế giá mua bán cho thuê tại hai đại đô thị của Vinhomes là Vinhome Smart City và Vinhome Ocean Park. Thì mọi người cũng đã biết rồi, hai dự án này nó nằm ở hai đầu Hà Nội. Một dự án Smart City nằm ở phía Tây Hà Nội, giáp với Tây Mỗ, Đại Mỗ, và dự án Vinhome Ocean Park thì nằm ở phía Đông Hà Nội, thuộc địa bàn của Gia Lâm. Ngoài ra thì Smart City hiện tại có Ocean Park hiện tại có khu đô thị Ocean Park 23 ở dưới Văn Giang. Thì mọi người cũng đã nắm được rồi đúng không ạ? Và với cái sản phẩm mà để cho thuê đem lại cái dòng tiền tốt nhất tại khu đô thị của Vinhomes thì mọi người chắc chắn là cũng đã nghĩ ra là sản phẩm gì rồi đúng không ạ? Đó là sản phẩm căn hộ. Vì cái sản phẩm căn hộ là sản phẩm mà dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê. Đấy, thì mọi người có thể là nghe những cái câu này rất là quen, tại vì các bạn tư vấn cũng sẽ thường xuyên trao đổi như vậy. Và những sản phẩm biệt thự thì sẽ không phù hợp với nhiều người, nó sẽ phù hợp với một số lượng nhà đầu tư rất là nhỏ thôi. Thì Nam xin phép là tập trung vào những cái sản phẩm căn hộ. Thì hiện tại ở các khu đô thị của Vinhome, giả sử tập trung ở đây là Vinhome Smart City, mà mình sẽ nói về Smart City trước, thì tất cả các sản phẩm của Vinhome thì họ đã chia thành là ba cái loại sản phẩm khác nhau, là ba hạng. Sản phẩm đầu tiên thì nó là sản phẩm Sapphire, là phân khúc là trung cấp. Có nghĩa là những sản phẩm này là những sản phẩm đầu tiên Vinhome đưa ra thị trường. Giả sử như ngày xưa những khu đô thị mà như Smart City khi bán sản phẩm đầu tiên bán ra đó là sản phẩm phân khúc Sapphire thì mọi người có thể quen là từ là S1, S2, ví dụ S101, S102, S103 chẳng, hoặc là S205, S206 thì là S1, S2 thì đó là sản phẩm trung cấp. Thì hiện tại thì cái giá ở trên cái slide này thì mình cũng mới cập nhật gần nhất để cho mọi người có thể nắm được. Có thể là những khách hàng hoặc những nhà đầu tư họ mua cách đây khoảng 2, 3 năm, 4 năm thì cái giá nó sẽ nhỏ, nó sẽ bé, nó sẽ ít hơn, nó sẽ rẻ hơn cái giá trên cái bảng này rất là nhiều. Đó. Tuy nhiên thì cái giá thực tế tại thời điểm này thì mình xin phép là mình cũng cập nhật để cho nó sát thị trường nhất. Thì
mỗi một khu mỗi cái tòa chung cư của Vinhome ấy thì họ sẽ chia ra đâu đó là bốn cái sản phẩm điển hình. Ngoài ra còn có thêm một hai sản phẩm phụ nữa, nhưng mà mình sẽ đi vào bốn cái sản phẩm này. Thì bốn cái sản phẩm căn hộ này, đầu tiên là studio, thứ hai là một ngủ, thứ ba là hai ngủ, thứ tư là ba ngủ. Thì với cái giá hiện tại thì mình sẽ đi vào cái giá chuyển nhượng, là cái giá mà thị trường hiện tại vẫn đang mua đi bán lại rất là sôi động. Thì cái giá này hiện tại trên cái bảng này mọi người có thể nhìn thấy là ví dụ như là căn studio hiện tại ở bên Smart City bán 1 tỷ 8 đó. Và nếu mà một nhà đầu tư mua để cho thuê thì sẽ thu về dòng tiền được khoảng từ 7 đến 7 triệu rưỡi một tháng. Ví dụ như căn một ngủ với giá trị là 2 tỷ, mình sẽ cho thuê đâu đó được từ 7 triệu rưỡi đến 8 triệu. Và ba ngủ chẳng thì là 3 tỷ 9, chỉ cho thuê được từ 12 đến 13 triệu. Đó. Thì với cái giá trị cụ thể và cái giá tiền cho thuê như thế này thì mọi người xem thì mọi người sẽ có thể là lựa chọn cho những sản phẩm mà nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế cũng như cái mục tiêu đầu tư của mình. Tiếp theo đó là phân khúc cao cấp, là phân khúc Ruby. Thì hiện tại cái phân khúc cao cấp này thì cái giá bất động sản nó sẽ nhỉnh hơn cái phân khúc trung cấp một chút. Đó. Thì hạng nào thì giá trị theo hạng đấy thôi. Thì studio hiện tại phân khúc cao cấp thì là 1 tỷ 9 năm, cho thuê được từ 8 đến 9 triệu. Một ngủ từ 2 tỷ 9 năm, cho thuê được 10 đến 10 triệu rưỡi. Hai ngủ là 3 tỷ rưỡi, cho thuê được 11 đến 12 triệu. Ba ngủ là mua được 5 tỷ, là cho thuê được từ 14 đến 15 triệu. Đó là phân khúc cao cấp. Ngoài ra thì có một cái phân khúc nữa là phân khúc hạng sang. Thì phân khúc hạng sang này thì là những sản phẩm mà là rất cao cấp, có thể là cái giá trị 1 m² có thể từ 7 đến 80 triệu trên 1 m². Ngày trước đây thì chỉ trong nội đô thôi thì chúng ta mới có thể là phải mua một cái căn hộ với giá trị cao như vậy. Tuy nhiên bây giờ Tây Mỗ Đại Mỗ là những cái vùng ven đô rồi thì cái giá trị chung cư cũng đã rất cao rồi. Hiện tại thì những phân khúc hạng sang bên Smart City thì phần lớn là chưa bàn giao, thế nên là sẽ chưa có cái phần giá cho thuê. Thì Nam cũng thống kê là cái căn hộ studio là 2 tỷ 3, một ngủ là 3 tỷ 2, hai ngủ là khoảng 4 tỷ 2 và ba ngủ là 6 tỷ, đúng không ạ? Mọi người thấy không ạ? Bây giờ một căn hộ ba ngủ hạng sang là giá trị đã đến 6 tỷ rồi. Đó, là một cái số tiền rất là lớn. Tuy nhiên thì gần như là ra đến đâu cũng đã hết đến đấy. Vậy thì đứng trên vai trò của nhà đầu tư thì chúng ta sẽ nhìn nhận với con số này. Thì Nam cũng đã nhẩm sơ bộ là với cái số tiền bỏ ra mua một căn hộ tại Vinhome Smart City mà đem cho thuê thì hàng năm ấy đem lại lợi nhuận đâu đó khoảng 4%, khoảng 4% trên dưới con số này. Trên cái số tiền mình đầu tư mua căn hộ. Đó. Vậy thì nếu mà đứng trên vai trò là so sánh với lãi suất tiết kiệm cũng là một kênh đầu tư phổ biến thì con số trên cũng chưa hẳn là hấp dẫn. Vậy thì nhà đầu tư thời điểm này khi mà quyết định mua căn hộ ở Vinhome Smart City thì cũng còn phải dựa theo những cái yếu tố khác. Ví dụ như là giá trị tăng trưởng, giá trị nhà tăng trưởng theo năm, hoặc là gì giá bán mới căn hộ thì liên tục tăng. Có nghĩa là chúng ta đang ở trong một cái chu kỳ tăng. Thế thì chúng ta mua cho thuê với con số đâu đó khoảng 4% như vậy có thể là chưa hấp dẫn, nhưng nếu mà sau 1 2 năm chúng ta mua căn nhà và chúng ta bán đi thì cái tiền lãi trên cái số tiền bỏ ra ban đầu cộng thêm cái tiền thuê này thì chắc chắn là con số nó cũng đang là con số rất hấp dẫn. Thì chúng ta có thể là sẽ trao đổi cụ thể sau cái việc này. Đó. Thì tiếp theo là một khu đô thị lớn nữa tại Hà Nội, đó là khu đô thị Vinhomes Ocean Park ở Gia Lâm. Thì đây cũng là một đại đô thị rất là lớn với quy mô cũng gần bằng quận Hoàn Kiếm. Đó. Rất nhiều những nhà đầu tư nghe thì nghe cũng nghe đâu đó rồi một cái quy mô một một cái đại đô thị của Hà Nội của Vinhome mà bằng gần bằng một quận của Hà Nội nghe rất là lạ, nhưng thực tế thì nó như vậy. Với quy mô của Vinhome Ocean Park một thôi, riêng cái Ocean Park 1 thì đã gần bằng cái quận Hoàn Kiếm rồi. Và đấy, nếu chúng ta biết cái quận Hoàn Kiếm là một quận mà trung tâm Hà Nội và có một cái lượng mật độ cư dân cực kỳ cao, giá trị bất động sản rất lớn. Đó, thì Ocean Park cũng là một đại đô thị gần tương đương như vậy. Và ở bên này cũng chia các sản phẩm theo phân khúc Sapphire, phân khúc trung cấp, phân khúc cao cấp và phân khúc hạng sang. Thì ở bên bên Gia Lâm này thì nếu mà anh chị quý mọi người nhìn thấy cái bảng kê của Nam đây thì mình sẽ thấy là cái giá trị bất động sản ở bên Gia Lâm nó sẽ rẻ hơn. Nó sẽ rẻ hơn ở bên phía Tây, là bên Tây Mỗ Đại Mỗ Smart City. Tại vì hiện tại thì những sản phẩm mà ở bên Smart City thì được coi là gần trung tâm hơn. Đó. Còn những sản phẩm mà đi qua bên bên cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy thì đang được coi là xa trung tâm hơn. Thì là khu phía Đông. Đó. Thì đây cũng đang là một những cái điểm lợi cho những nhà đầu tư. Cái này mình cũng cũng gọi là quan điểm này cũng sẽ chia sẻ một chút xíu thôi, đó đang là một điểm lợi. Tại vì sao? Tại vì trong thời gian sắp tới Hà Nội đã quy hoạch rất nhiều những cái cây cầu mới kết nối phía Đông và phía Tây. Điển hình bây giờ chúng ta vừa rồi là có cây cầu Vĩnh Tuy 2, sắp tới có thể là chờ cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, đó, cầu Mễ Sở hoặc cầu một trong một số cái cầu khác nữa. Đó. Thì giá trị bất động sản ở bên Ocean Park này, ví dụ Can Studio là 1 tỷ rưỡi, phân khúc trung cấp chỉ cho thuê đâu đó được từ 5 đến 6 triệu. Rõ ràng là chúng ta nhìn cái giá mua bán này với giá cho thuê thì nó sẽ đang là mức độ tỷ lệ thuận với nhau. Ví dụ như căn ba ngủ ở bên bên này thì với mức độ trung cấp thì đang khoảng 3 tỷ 2.
mức độ cao cấp mà bên Smart City là ví dụ như căn 3 ngủ bên Smart City là 6 tỷ thì ở bên Ocean Park chỉ có 4 tỷ rưỡi thôi. Đó, cái mức độ đầu tư nó nhỏ hơn thì tuy nhiên thì cái việc cho thuê cũng sẽ rẻ hơn. Đó. Tiếp theo là phân khúc hạng sang. Phân khúc hạng sang ở bên Ocean Park thì cái giá cũng đang nhẹ nhàng hơn bên Smart City. Đó. Thì ở bên này thì Nam cũng tổng hợp là cái con số mà cho thuê trên cái tỷ suất cho thuê trên cái số tiền đầu tư ra cũng đâu đó khoảng 4% trong một năm. Đó. Và đương nhiên là khi mà chúng ta quyết định đầu tư, lựa chọn đầu tư thì chúng ta sẽ dựa vào những cái thông tin khác, những cái yếu tố khác ngoài yếu tố dòng tiền ra. Đó. Thì ở đây thì nếu mà mọi người cần những cái thông số cụ thể này, có thể là sẽ gửi cho mọi người sau cái buổi livestream này thì có thể gửi cái file cho mọi người để mọi người dựa vào đó để người đánh giá xem là chúng ta sẽ nên lựa chọn đầu tư ở đâu. Thì có thêm một yếu tố là mình cũng sẽ không liệt kê những cái sản phẩm bán mới ở trong cái slide này. Cái phần bán mới thì có thể sẽ chia sẻ ở cái phần giao lưu sau. Tại vì cái phần bán mới hiện tại thì bên Smart City và bên Vinhomes Ocean Park hiện tại vẫn đang có những sản phẩm bán mới của chủ tư. Đó. Thì hiện tại thì mình sẽ nói cái phần đấy sau. Nếu mà nói quá sâu về bán mới thì không khác gì một cái livestream bán hàng. Thì nó cũng không phải là cái chủ đề mà mình với Việt trao đổi ngày hôm nay. Đó. Thì dựa vào những con số ở đây thì chúng ta sẽ thấy là gì? Cái tiền mà đem thu từ căn hộ cho thuê nó không phải là quá hấp dẫn. Không phải là con số 6, 8% hay là 10%. Đôi khi mọi người nghe đâu đó có những người tư vấn là anh chị mua căn hộ của Vinhome cho thuê được 8% đến 10% dòng tiền trên một năm. Thì thực sự con số đấy là cũng có thể là có nhưng mà chắc là đếm trên đầu ngón tay thôi. Sẽ cực kỳ hiếm. Và cái con số mà lợi nhuận đem về phổ biến nhất đang là khoảng tầm trên dưới 4% trên một năm số tiền đầu tư ra. Đấy, thì về sơ bộ cái slide này thì mình cũng chia sẻ là để cho mọi người nắm được với một cái sản phẩm Vinhome mà mọi người mua ở bên Smart City hay bên Vinhome Motion Park để đầu tư cho thuê thì có thể là sẽ có những căn cứ. Thì cái slide này thì mình cũng sẽ làm ngắn gọn và sau đó thì mình sẽ muốn là trao đổi thêm vì thực ra là chương trình này Việt là một người làm về những cái sản phẩm đầu tư cho thuê. Thế nên đứng trên cái góc nhìn của Việt thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái thông tin khác và sẽ trao đổi nó sẽ hiệu quả hơn cho mọi người cái buổi livestream này. Đó, thì sau cái phần slide mình sẽ trao đổi trực tiếp với Việt để có thể trao đổi những cái nhu cầu hoặc những cái câu hỏi mọi người đang quan tâm. Thì mình xin phép là mình sẽ hạ cái slide xuống. Mình trở lại màn hình với Việt nhé. Và xin cảm ơn anh Nam chia sẻ những cái thông tin vô cùng giá trị, mà những cái thông tin này bất kỳ một cái nhà đầu tư nào khi đưa ra một cái quyết định thì chúng ta phải biết được những cái thông tin và những cái xu hướng của thị trường như thế nào để chúng ta lường định và đưa ra cái lựa chọn tốt nhất.